Dạ, Phi Hải Vlog xin được trân trọng kính chào quý vị khán giả, quý bà, cô chú, anh chị và các bạn. Xin kính chúc cho tất cả quý vị luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Mong là quý vị khi mà có xem video hãy ủng hộ cho kênh một lượt like, lượt đăng ký và để lại bình luận ở bên dưới. Hãy cảm ơn tất cả quý vị. Dạ thì như thường lệ, mỗi ngày thì hãy cũng sẽ tiếp tục cập nhật những cái thông tin về Cường để mà chia sẻ đến tất cả khán giả chúng ta. Hôm nay là ngày 13 Tây tháng Giêng rồi quý vị, còn 6 ngày nữa chúng ta sẽ đón xem cái sự kiện guitar show của Cường trên kênh YouTube của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường phải không quý vị? Chờ đón cái đêm nhạc mà hai ca khúc Cường sẽ dành tặng cho khán giả. Thì để mở đầu cho video ngày hôm nay cũng là những cái hình ảnh đẹp đầu tiên được chia sẻ trong Hồ Văn Cường Fan Club mà mỗi ngày chúng ta được nhìn thấy đó quý vị, từ khán giả từ FC. Trên bức ảnh mà tất cả khán giả mình đang xem, từ cô Violet Art có chia sẻ trong Hồ Văn Cường Fan Club, một cái hình ảnh được chụp lại của Cường và phối phông nền là cái background trắng, cũng như những cái hình ảnh của một người bà đeo kính và các cô hả quý vị, dành tặng những cái bó hoa ôm một cái trái tim hả quý vị, như một cái tình yêu thương dành cho idol của mình. Và bên dưới thì có cái dòng chữ chú thích cho chúng ta biết là cả nhà xanh đột chuối yêu Cường, một sự lan tỏa và một cái thông điệp tích cực nữa phải không quý vị. Các mẹ các ngoại đến các cô các chị các em cũng luôn đồng hành với idol của mình, đó chính là ca sĩ Hồ Văn Cường, cho nên luôn lan tỏa những cái hình ảnh đẹp mỗi ngày đó quý vị. Còn cái hình ảnh này là hãy cũng thấy từ hôm qua là quý vị, mà nhiều khán giả cũng chia sẻ là trai Hàn Quốc nè quý vị, trong một cái bộ vest trắng phối hồng đó quý vị, mà Cường chụp chắc trong studio hôm trước, mà hôm nay chúng ta mới được nhìn thấy cái bức ảnh này đó quý vị. Nhìn rất là đẹp ha, mà nhiều khán giả cũng rất là thích cái bức ảnh này và cái kiểu tóc mới của Cường khi mà chụp trên những cái bức ảnh gần đây đó quý vị. Ai cũng nói là giống như trai Hàn đó quý vị. Quý vị nhìn có giống trai Hàn không quý vị? Nhiều khán giả cũng dành lời khen cho bộ vest này hết lời đó quý vị, nhìn rất là trang trọng, lịch sự. Thì hiện tại rất là nhiều cô chú anh chị khán giả của mình vẫn còn đang rần rần chia sẻ cùng nhau mua show, mua vé show đó quý vị, để mà đồng hành với Cường trong cái dịp Tết Nguyên Đán, tại vì có tới 3 show diễn là quý vị, mùng 3 ở Cần Thơ, mùng 5 Đà Nẵng và mùng 6 là ở Hà Nội. Cũng theo cái sự kiện này, hãy cũng tiếp tục cập nhật về cái tình hình vé cho khán giả của chúng ta cùng được biết nha quý vị. Bây giờ đầu tiên, trước tiên là cái show diễn mùng 3 Tết ở Cần Thơ trước nè quý vị. Thì trên hình ảnh đó, tất cả cô chú anh chị khán giả mình đang xem, cảnh poster này nhìn phải nói cực kỳ đẹp đó quý vị, ai nhìn cũng thích hết trơn quý vị. Thì Sheraton của thành phố Cần Thơ đến thời điểm này xem còn bao nhiêu vé nha quý vị. Đây là sự kiện của Cần Thơ trên hình ảnh này, thì tất cả khán giả mình nhìn cũng thấy được là vé VIP hết rồi nha quý vị. Hôm nay thì coi như là vé bán cũng nhanh đó quý vị. Một số vé coi như của dãy giữa của màu xanh với màu vàng và màu tím hôm qua vẫn còn, hôm nay coi như là hết nguyên cái dãy giữa rồi đó quý vị. Chắc ước chừng còn khoảng chừng 100 mấy, gần 200 vé nữa thì sẽ hết vé của cái sự kiện Cần Thơ. Khán giả ở Cần Thơ của mình, miền Tây của mình đó, nếu mà ai gần miền Tây thì chúng ta tham dự cái sự kiện này nha quý vị. Ngay cái ngày mùng 3 Tết vừa được du xuân ở một cái nơi rất là đẹp, Cần Thơ cũng là một trong những điểm du lịch của miền Tây, miền sông nước rất đẹp đó quý vị. Vừa đến đó chúng ta tham quan du xuân trong những ngày Tết và bên cạnh đó là đu show cùng với idol của mình ha quý vị, tranh thủ mua vé ở Cần Thơ. Tiếp theo nữa là cái sự kiện tại Venrinda của Đà Nẵng nha quý vị. Trên hình ảnh tất cả cô chú anh chị khán giả của mình cũng đang xem đó. Hình như Đà Nẵng này bán là hơi chậm nhất so với Cần Thơ và Hà Nội đó quý vị. Hôm qua thì vé VIP màu đỏ, bữa nay mới giật có một hai vé quý vị, vẫn còn 7 VIP đỏ. Vé vàng thì bán được hai vé vàng, còn một số vé xanh nữa cũng như một số vé tím nữa quý vị, còn khoảng chừng ước chừng thôi nha quý vị, hơn 200 vé nữa thì cái show Đà Nẵng này mới hết vé được. Đà Nẵng là một trong những cái thành phố mà phải nói rất là đẹp lung linh mà quý vị, nó là một trong những cái điểm du lịch mà cũng rất là nổi tiếng, nhiều người người ta cũng rất là thích đến đó đó quý vị. Mà sau cái sự kiện Đà Nẵng này bán thấy hơi chậm hơn so với hai cái sự kiện trước hả quý vị. Mong là cô chú anh chị khán giả của miền Trung mình hả quý vị, cũng như miền Tây và miền Bắc các miền đó, nếu mà muốn tham quan cảnh đẹp của Đà Nẵng và đồng hành du xuân với Cường ở mùng năm Tết thì tranh thủ đặt cái vé tại cái sự kiện ở Đà Nẵng cùng với Cường nha quý vị. Rồi tiếp theo sự kiện tại Hà Nội luôn nè quý vị, ở Son 8. Sự kiện tại Hà Nội là một trong những sự kiện mà phải nói là bán vé hết nhanh nhất đó quý vị. Trên hình ảnh thì tất cả khán giả mình xem đó,
Hiện tại còn 7 vé VIP màu đỏ, 17 vé màu vàng, 25 vé màu xanh nữa thì mới chính thức là hết luôn nha quý vị. Cũng rất là nhanh ha quý vị. Còn khoảng chừng có vài chục vé ha ở sự kiện của Son 8 Hà Nội đó. Mong là khán giả mình cũng tranh thủ nhanh tay nha quý vị. Đặt thật là sớm cho mình có một chiếc vé để đồng hành du xuân cùng với Cường tại Hà Nội. Vậy thì cái tình hình vé quý vị cũng thấy là trong mấy ngày nay cũng gọi là chậm mà chứ chưa được gọi là nhiều quý vị. Hãy nghĩ chắc có lẽ là cái thời gian đến sự kiện nó cũng còn khá là dài, gần cả tháng lận quý vị. Bên cạnh đó là có nhiều khán giả cũng còn đang băn khoăn là không biết cái lịch trình Tết á, có sắp xếp được cái thời gian hay là chưa, cho nên cũng chưa có dám quyết định là mua vé giống như Hải quý vị. Hải cũng chưa có sắp xếp được cái lịch trình của bên gia đình mình nữa, cho nên cũng chưa có dám chắc ăn, cho nên cũng chưa có dám mua vé nữa quý vị. Chứ Hải cũng có dự định là sẽ đi cái show diễn ở bên Cần Thơ nữa đó quý vị, trở lại Cần Thơ lần thứ hai nữa đó quý vị. Hải cũng chưa có dám chắc là sắp xếp được nữa quý vị, với lại là cái điều kiện nó cũng hơi khó nữa quý vị. Khán giả nào mà sắp xếp được rồi thì chúng ta nên tranh thủ nha quý vị, đặt vé đi. Chứ nếu không á, thì mình lại không có cái chỗ ngồi đẹp hết quý vị, để mà đứng gần hơn với Cường nhìn thấy rõ hơn quý vị. Rồi tiếp tục hãy sẽ cập nhật cho quý vị về một cái bài viết trên báo Tin Mới. Trên báo Tin Mới ngày hôm qua thì hãy có thấy một cái tựa đề chia sẻ như thế này, đó chính là fan Hồ Văn Cường báo tin vui chứng minh cho sự nghiệp ngày một thăng hoa. Hãy cũng xin tóm tắt gọn cái bài báo này cho khán giả mình biết. Thì nhìn vào cái tựa đề này đang chia sẻ về một cái điều rất là đặc biệt trên cái kênh YouTube Hồ Văn Cường Official, và đặc biệt nhất đó là một trong những cái thành công của ca sĩ Hồ Văn Cường sau 7 năm tham gia showbiz, thì khi mà lần đầu tiên tung ra cái MV ca nhạc ngoại cảnh đầu tiên của mình đó quý vị, chắc hẳn quý vị sẽ đoán ra ngay, và đó chính là MV Người ơi đừng bỏ quê. Sau một thời gian hơn 2 tháng được trình mắt cho tất cả khán giả và người hâm mộ được xem đó, thì đến thời điểm này đã hơn 3 triệu view, một trong những cái ca khúc, cái MV đầu tiên của ca sĩ Hồ Văn Cường độc lập sau 7 năm tham gia showbiz đó, thì được khán giả chào đón rất nồng nhiệt, được rất là nhiều khán giả trong nước và ngoài nước recover lại cũng như là quảng bá chia sẻ cho rất là nhiều khán giả trên khắp thế giới quý vị. Và cái ca khúc này, MV này cũng là một trong những MV đầu tiên mà nằm trong những cái top hạng cao khi mà Cường vừa tung ra cái MV ngoại cảnh đó quý vị, top 3 của trending YouTube đó quý vị, cũng như là cán cái con số view rất là cao, hơn 3 triệu view. Đó chính là cái thành công và cái minh chứng của rất là nhiều khán giả chúc mừng đến Cường, và rất là nhiều trang báo cũng đã đưa cái thông tin này trong những cái ngày qua đó quý vị. Một cái sự thành công của Cường hả quý vị, chứng tỏ cho khán giả thấy là khán giả người hâm mộ, đặc biệt nhất là FC Xanh Độc Chuối fan của Cường đó, là luôn lan tỏa chia sẻ những cái thành công, những cái sản phẩm trên kênh YouTube Hồ Văn Cường Official đó quý vị. Show diễn hơn rồi, khán giả fan hâm mộ mỗi lần đi show đông vui hơn, kênh YouTube tăng trưởng người đăng ký hơn, MV hay là những cái ca khúc mà vừa tung ra lại chiếm một cái lượt view cao hơn, đều nằm trong những cái bảng xếp hạng trending của YouTube. Mong là trong cái thời gian này khán giả của mình lúc mà rảnh tay cũng nên ủng hộ cho cái MV Xuân mới nhất của Cường nha quý vị. Anh cho em mùa xuân để giúp cho cái bài hát này chiếm một cái lượt view cao nữa. Triệu view nhanh chóng thì càng tốt ha quý vị. Hải cũng rất là cảm ơn tất cả cô chú anh chị khán giả đã luôn đồng hành, ủng hộ và xem video cho đến thời điểm này. Hải kính chúc cho tất cả quý vị luôn được mạnh khỏe và gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Hải xin phép được dừng video tại đây. Nếu như mà có những cái thông tin nào mới, Hải sẽ cập nhật để mà chia sẻ đến tất cả khán giả của mình. Xin chào tạm biệt cả nhà. Hẹn cả nhà ở một cái video sau ạ.